Mỹ chỉ trích vụ tập kích của Nga nhắm vào hàng loạt thành phố của Ukraine, đồng thời khẳng định tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Kiev, trong đó có việc cung cấp các hệ thống phòng không hiện đại. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky không lâu sau khi Nga phóng tên lửa vào hàng loạt thành phố của Ukraine. Trong cuộc điện đàm, chủ nhân Nhà Trắng chia sẻ với những tổn thất của Ukraine và cam kết Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ cung cấp Ukraine những phương tiện cần thiết để phòng vệ, trong đó có các hệ thống phòng không tiên tiến. Thông cáo không nêu rõ loại lá chắn mà Tổng thống Biden đã trao đổi với Tổng thống Zelensky, nhưng trước đó Mỹ cam kết cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAM, có thể vô hiệu hóa tên lửa hành trình của Nga. Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh Mỹ và các đồng minh sẽ tiếp tục viện trợ kinh tế, nhân đạo cho Ukraine, trong khi gia tăng sức ép lên Nga thông qua các lệnh trừng phạt. Về phần mình, sau cuộc điện đàm, Tổng thống Zelensky cho biết, tôi đã có cuộc trao đổi hiệu quả với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Chủ đề thảo luận chính là về phòng không. Hiện tại, đây là ưu tiên số 1 trong hợp tác quốc phòng của chúng ta. Mỹ là nước viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2. Khi được hỏi liệu các cuộc tấn công của Moscow nhắm vào Kiev trong vòng 24 giờ qua có làm thay đổi những tính toán của Washington trong việc viện trợ cho Ukraine hay không, một quan chức Mỹ nói, nước này tiếp tục cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm xa như trước đó. Một quan chức khác cho hay, chúng tôi đã chuyển hơn 1.400 hệ thống phòng không Stinger cho Ukraine cũng như các radar đa nhiệm và trinh sát trên không. Chúng tôi cũng tạo điều kiện để đồng minh chuyển các hệ thống phòng không của họ cho Kiev. Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ Ukraine những thứ họ cần để phòng vệ. Bất chấp các cam kết của các quan chức Mỹ, cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ đang nóng dần và Ukraine lo ngại sẽ mất nguồn viện trợ từ Washington. Một số quan chức Ukraine hy vọng rằng cuộc bầu cử vào tháng 11 sẽ không gây ảnh hưởng tới dòng vũ khí và viện trợ an ninh của Mỹ dành cho Ukraine kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Đảng Cộng Hòa có khả năng sẽ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Một số nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa đã bày tỏ sự không hài lòng với số tiền viện trợ khổng lồ của Mỹ cho Ukraine, viện dẫn những lo ngại về cạnh tranh an ninh với Trung Quốc và các ưu tiên trong nước. Daria Kaleniuk, một nhà hoạt động chống tham nhũng, người dẫn đầu một phái đoàn Ukraine đến Mỹ vào tháng 9, lưu ý rằng gần như tất cả các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đã bỏ phiếu chống lại dự luật tài trợ gồm 12 tỷ đô la cho Ukraine. Những lo ngại rằng sự hỗ trợ của Mỹ có thể giảm bớt trong bối cảnh diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ đang gia tăng áp lực lên chiến trường Ukraine. Một quan chức Ukraine nói, việc Ukraine phụ thuộc gần như hoàn toàn vào viện trợ quân sự và kinh tế nước ngoài có nghĩa là quân đội nước này phải nhanh chóng giành lại càng nhiều vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát càng tốt trước khi sự hỗ trợ từ phương Tây suy giảm. Cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ là một trong những yếu tố khiến chúng tôi lo ngại về cục diện chiến trường vào mùa đông. Nga có thể giành được lợi thế khi Quốc hội Mỹ có sự thay đổi và trong bối cảnh châu Âu phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng. Đó là lý do tại sao cuộc phản công hiện tại rất quan trọng, một quan chức Ukraine cho biết. Trong khi nhiều quan chức Ukraine khác cho biết họ vẫn tin tưởng rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Oleksandr Zavinevich, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Ukraine, cho biết sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine trong chiến dịch quân sự vẫn mạnh mẽ, bất chấp sự miễn cưỡng của một số đảng viên Cộng hòa. Vì vậy, ông không lo lắng rằng sự giúp đỡ của Mỹ sẽ giảm đi. Tuần trước, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky, Tổng thống Joe Biden nhắc lại cam kết rằng Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine đến khi nào còn có thể, đồng thời đề xuất một chiến dịch dài hạn nhằm cung cấp vũ khí cần thiết cho Ukraine để đẩy lùi quân Nga. Kể từ tháng 2, chính quyền Tổng thống Biden đã chi viện cho Ukraine hơn 17 tỷ đô la viện trợ quân sự, bao gồm các hệ thống tên lửa và máy bay không người lái. Tuy nhiên, khi người tiêu dùng Mỹ đối mặt với lạm phát và nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, các cuộc thăm dò cho thấy ngày càng có ít thành viên Đảng Cộng Hòa tin rằng Mỹ cần có trách nhiệm hỗ trợ Ukraine. Theo một cuộc thăm dò vào tháng 8, sự quan tâm về xung đột của các thành viên Đảng Cộng Hòa đã giảm so với các thành viên Đảng Dân Chủ. Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, phần lớn sự ủng hộ của lưỡng đảng Mỹ đối với Ukraine đã vấp phải nhiều tranh cãi ở Quốc hội. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell và Thượng nghị sĩ James Inhofe,
hai thành viên trong Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ là những nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, các thành viên Đảng Cộng Hòa khác như Thượng nghị sĩ George Hawley và Hạ nghị sĩ Roger William đã bày tỏ sự miễn cưỡng. Trong khi đó, đã có những câu hỏi về nguồn tài trợ dành cho Ukraine được chi vào đâu và cảnh báo về sự hỗ trợ của Mỹ. Điều này đã khiến một số thành viên Đảng Cộng Hòa lo lắng về việc duy trì sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine. Valery Chaly, người từng là đại sứ Ukraine tại Mỹ từ năm 2015 đến năm 2019, cho biết dù ông đang kêu gọi Mỹ cung cấp thêm cho Ukraine các thiết bị quân sự hiện đại hơn, bao gồm xe tăng và máy bay chiến đấu, ông cũng đồng tình với quan điểm của một số nhà lập pháp rằng cần tập trung vào các vấn đề trong nước. Mọi quốc gia đều phải tập trung vào chi phí cho y tế, giáo dục, các chương trình nội bộ và việc làm. Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nếu bạn không đảm bảo an toàn cho đất nước và người dân, bạn không thể nghĩ đến sự phát triển, ông Chaly nói. Ukraine cũng lo sợ rằng Nga sẽ sử dụng cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ để loại bỏ sự ủng hộ của lưỡng đảng Hoa Kỳ dành cho Kiev. Các quan chức Đảng Cộng Hòa nói rằng cuộc bỏ phiếu dự luật bổ sung viện trợ cho Ukraine gần đây không cho thấy sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine suy giảm. Lưu ý rằng viện trợ cho Ukraine chỉ là một trong những khoản mà dự luật tài trợ. Họ cũng cho biết sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa có thể được thúc đẩy bởi lợi ích quân sự của Ukraine hoặc các mối đe dọa hạt nhân từ Nga. Trước đó, vào đầu tháng 10, khi Tổng thống Putin ký ban hành luật hoàn tất quá trình chính thức sáp nhập vào lãnh thổ Nga bốn vùng của Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson, ông Putin và các quan chức Nga khẳng định sẽ bảo vệ lãnh thổ mới sáp nhập, trong đó để ngỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Khi sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine tăng lên, các nhà lập pháp của mỗi bên đang kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn với hy vọng ngăn chặn sự lãng phí. Theo ông Oleksandr Zavinevich, Ukraine đang tăng cường các nỗ lực giải trình, thành lập cơ quan giám sát mới của Quốc hội và tổ chức các chuyến thăm tới các kho vũ khí. Ông Zavinevich cho biết, cho đến nay chưa có khiếu nại nào về việc chuyển hướng hoặc lạm dụng nguồn cung vũ khí từ nước ngoài, trong khi nhận ra rằng kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ có thể ảnh hưởng đến sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine. Kiev vẫn tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các nước phương Tây. Nếu chúng ta sớm được trang bị vũ khí thích hợp, chúng ta có thể chiến thắng và cuộc xung đột này sẽ sớm kết thúc hơn, Daria Kalenyuk, người đứng đầu Trung tâm Hành động chống tham nhũng của Ukraine nói. Cùng với Mỹ, các nước đồng minh phương Tây cũng là một bên viện trợ cho Ukraine rất nhiều loại vũ khí. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Ander Fogh Rasmussen, cựu Tổng thư ký NATO cho biết, Kiev có thể ngăn chặn hầu hết các cuộc tấn công của Moscow, nhưng chúng tôi dự đoán các cuộc tấn công tên lửa của Nga sẽ tăng lên, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Ông Rasmussen có kế hoạch gặp các quan chức Mỹ ở Washington trong tuần này. Ông đang thực hiện nhiệm vụ ở Kiev phối hợp với các cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Để xây dựng Hiệp ước An ninh Kiev, kế hoạch này khuyến khích các nước phương Tây đưa ra cam kết đảm bảo an ninh dài hạn cho Ukraine, bao gồm việc hỗ trợ vật chất lâu dài và tái xây dựng ngành quốc phòng nước này để có thể sản xuất và tự cung cấp vũ khí trong những năm tới. Cựu quan chức NATO nhận định, chúng ta cần cung cấp tất cả các phương tiện mà Ukraine cần để tự vệ trước các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Hiện chưa có hệ thống phòng không mới nào nằm trong gói hỗ trợ an ninh trị giá 625 triệu đô la mới công bố gần đây của chính quyền Tổng thống Biden, mà thay vào đó, gói hỗ trợ này tập trung vào việc cung cấp cho Ukraine các hệ thống pháo, tên lửa chính xác và đạn dược. Những vũ khí này có vai trò quan trọng trong những tuần tới khi các lực lượng của Ukraine tăng cường các cuộc phản công. Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Ukraine sẽ nhận được hai hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS vào tháng 11 tới. Các hệ thống này có thể bắn hạ các UAV, tên lửa và trực thăng, đáp ứng đúng yêu cầu của Ukraine. Tuy nhiên, hiện vẫn còn những lo ngại rằng các hệ thống này, cùng với 6 hệ thống nữa nằm trong hợp đồng cung cấp cho Ukraine, sẽ không thể nhanh chóng đến tay Kiev để kịp thời hỗ trợ phòng không của nước này. Hai hệ thống NASAMS đầu tiên trong mùa thu này không cung cấp đủ năng lực phòng không, một cố vấn Ukraine giấu tên cho hay. Chúng tôi không nói về các tên lửa Stinger, chúng tôi nói về các loại vũ khí tầm trung và tầm bắn xa hơn, quan chức này nói. Để các vũ khí trên đến tay Ukraine có thể sẽ mất một khoảng thời gian nhất định. Các nước phương Tây hiện đang do dự trong việc cung cấp các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của mình.
Ngoài ra, việc ký hợp đồng, xây dựng và huấn luyện binh lính sử dụng chúng cũng có thể mất tới một vài năm. Ngoài các hệ thống phòng thủ, Mỹ còn đang tiến hành các cuộc trao đổi bí mật với Ukraine và ngành công nghiệp quốc phòng về việc liệu có cung cấp các hệ thống như Patriot và máy bay chiến đấu F-16 hay không. Với hàng trăm km phòng tuyến và một diện tích kiểm soát lớn, các nhà quan sát phương Tây cho rằng việc bảo vệ mọi thứ của Ukraine trước các cuộc tấn công tên lửa từ tàu ngầm Nga trên Biển Đen hoặc các máy bay ném bom tầm xa bay sát biên giới là điều bất khả thi. Trong hai thập kỷ qua, Mỹ và đồng minh đã giảm ưu tiên các hệ thống phòng không tầm ngắn, nhưng cuộc chiến ở Ukraine đã dạy cho chúng ta một điều, đó là nhu cầu lớn trong việc sử dụng các hệ thống phòng không, những vũ khí vốn không dễ và không thể nhanh chóng bổ sung. Chuyên gia Tom Caraco thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho hay, một trong những hệ thống mà phương Tây có thể cung cấp cho Ukraine tương đối nhanh chóng là các xe tăng Leopard, ông Rasmussen nói, song đến nay Đức vẫn từ chối cung cấp chúng với lý do Berlin không đơn phương thực hiện động thái này. Vấn đề trên cũng như nhu cầu đối với các hệ thống phòng không dự kiến sẽ được thảo luận trong cuộc gặp của các bộ trưởng quốc phòng NATO vào tuần tới ở Bruxelles. Bất chấp những cam kết của Mỹ, gần đây truyền thông phương Tây lại dấy lên lo ngại về sự hụt hơi trong việc viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo đó, quân đội Mỹ sắp tới đây sẽ không thể tiếp tục cung cấp các vũ khí hiện đại cho Ukraine vì kho dự trữ của Hoa Kỳ nay đã xuống đến mức giới hạn, nhất là về đạn dược. Đó là cảnh báo của các quan chức và các chuyên gia Mỹ vào cuối tuần trước. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Hoa Kỳ là quốc gia cung cấp vũ khí nhiều nhất cho Kiev, vượt xa các nước khác với tổng cộng gần 17 tỷ đô la viện trợ quân sự. Nhưng theo chuyên gia Mark Kanchian thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nguyên là quan chức đặc trách mua sắm vũ khí của Lầu Năm Góc từ năm 2008 đến năm 2015, kho dự trữ một số thiết bị quân sự của quân đội Mỹ nay đã xuống đến mức tối thiểu cần thiết cho việc lập kế hoạch tác chiến và cho việc huấn luyện. Việc phục hồi kho dự trữ bằng với mức trước chiến tranh Ukraine có thể sẽ kéo dài nhiều năm. Ngành công nghiệp quốc phòng của Hoa Kỳ đã buộc phải cắt giảm rất mạnh sản xuất vũ khí trong thập niên 1990 sau khi Liên Xô sụp đổ. Số tập đoàn quốc phòng và chế tạo máy bay chỉ trong vài năm đã giảm từ 51 xuống còn 5. Bây giờ chính phủ Mỹ đang cố thuyết phục ngành công nghiệp khởi động lại các dây chuyền sản xuất đã bị bỏ rơi, chẳng hạn như sản xuất tên lửa đối không Stinger vốn đã bị ngưng hoàn toàn kể từ năm 2000. Một số vũ khí đó nay đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tranh, chẳng hạn như tên lửa chống tăng Javelin mà lực lượng Kiev đã sử dụng rất nhiều trong giai đoạn đầu của cuộc chiến để đẩy lùi các đoàn xe tăng của Nga. Lợi hại hơn cả là hệ thống pháo phản lực HIMARS, trợ thủ đắc lực cho quân Ukraine trong các cuộc phản công ở miền Nam và miền Đông trong những tuần qua. Vấn đề là, theo chuyên gia Mark, kho dự trữ tên lửa dẫn đường chính xác có tầm bắn hơn 80 km dành cho hệ thống HIMARS lại có số lượng hạn chế. Hiện giờ tập đoàn Lockheed Martin mỗi năm chỉ sản xuất 5.000 tên lửa. Cho dù chính phủ Mỹ tháo khoán các ngân sách để đẩy nhanh việc sản xuất, cũng phải mất nhiều năm mới có thể khôi phục được kho dự trữ. Cũng như vậy, tính tới nay, Washington đã cấp cho Kiev tổng cộng 8.500 tên lửa cho súng chống tăng Javelin, nhưng sản lượng hàng năm của loại tên lửa này chỉ là 1.000. Tháng 5 vừa qua, chính phủ Hoa Kỳ đã đặt mua 350 triệu đô la vũ khí từ một công ty liên doanh giữa Raytheon và Lockheed Martin. Cho dù vậy, cũng phải mất nhiều năm kho dự trữ mới trở lại mức như trước. Các số liệu Lầu Năm Góc cho thấy là quân đội Mỹ đã cấp tổng cộng 880.000 đạn 155 ly cho Ukraine, tức là chiếm đến 3/4 tổng số đạn theo tiêu chuẩn NATO mà phương Tây viện trợ cho Kiev. Như vậy là về loại đạn này, Hoa Kỳ đã tiến gần đến mức cho phép để bảo tồn khả năng phòng thủ của chính nước này. Tuy vậy, theo lời các chuyên gia, nhiều nước khác trên thế giới cũng sản xuất đạn 155 ly, nên ít có khả năng việc cung cấp loại đạn này cho quân đội Ukraine sẽ bị ngưng lại. Tình hình của Hoa Kỳ cũng là tình hình chung của các nước phương Tây. Trong những tháng qua, phương Tây đã hào phóng lấy từ kho dự trữ vũ khí của mình để giúp chính quyền Kiev đẩy lùi quân Nga. Nay các nước này buộc phải huy động ngành công nghiệp quốc phòng để có thể vừa bảo toàn khả năng phòng thủ, vừa có thể tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.